Vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một mẫu đầu DVD với cái tên thương hiệu là Green House. Em tạm dịch từ tiếng Tây ra tiếng Kinh, có nghĩa là nhà xanh. Đây là một cái mẫu đầu đĩa DVD với cái bề rộng hết sức là nhỏ gọn, nó thuộc size nhỏ. Kích cỡ bề rộng là 22,5 cm. Em xin nhắc lại, bề rộng là 22,5 cm và nó cũng thuộc phân khúc siêu mỏng. Nó mỏng vào tầm khoảng 4,5 cm. Ở trong cái tầm size này thì em nghĩ là nó vừa vừa cỡ với những cái thớt dàn mini mà các bác đang chơi. Thực sự là những cái phân khúc đầu đĩa DVD của Nhật ấy, người Nhật họ xài ấy, nó cực kỳ đa dạng về kích cỡ. Có những cái mẫu DVD ở cái phân khúc size lỡ này, ví dụ như là 21, 22,5, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 38, thậm chí là có những cái dở hơi cám lợn 40 chứ không phải là 43. Ngày hôm nay các bác thấy một cái là 22,5 cm. Ưu thế ở trên cái mẫu Green Home này là nó có ngõ USB. Chúng ta có thể chép nhạc MP3 vào USB để chơi trên cái con Green Home. Và tuy kích cỡ nó khá là nhỏ nhưng nó nhà sản xuất nó cũng vẫn cố gắng dặn ra được cái mặt quắc hiển thị ở bên góc phải, nó giúp chúng ta phần nào nhận thấy là cái đầu đĩa nó đang chạy như thế nào, đang đếm công tơ mét ra sao. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa DVD và nó đang chạy xuất hình ảnh ra cái màn hình kiểm tra. Có thể nói là hình ảnh nó tương đối là đẹp, nó xứng đáng ở trong tầm tiền. Tiếng thì em chưa dám nhích tiếng lên bởi vì em cho rằng cái đĩa này do Sony nó phát hành, rất dễ dính cái bản quyền music. Bây giờ thì em sẽ bỏ vào đây, em sẽ nhích tiếng lên và bỏ vào đây một cái đĩa CD. Anh em chúng ta sẽ nghe một đoạn tiếng ở đĩa CD. Sản phẩm bán ra sẽ bao gồm một cái remote học của Trung Cộng. Nó cũng xử lý được những tác vụ cơ bản nhất như là play, stop, next bài, lùi bài, chuyển chế độ từ USB hoặc là chuyển sang chế độ chạy đĩa, truy cập vào menu setup để cài đặt những cái tham số. Nhiều cũng là quá đủ rồi ạ. Em bỏ vào đây một cái đĩa CD chép. Chúng ta sẽ nghe thử một đoạn nhạc do cái con Green House này nó thể hiện. Ở trên cái con này thì giao diện nó không có tiếng Anh, hoàn toàn là tiếng Nhật và đang loát đĩa. Thank you.
xin phép tắt tiếng ở cái bộ dàn mini đi để em tiếp tục diễn giải. Chất âm khi chơi đĩa CD của con này thì nó xứng đáng ở trong tầm tiền. Em nói một câu vô cùng khách quan là như vậy. Em rất ghét dùng cái từ là của mấy cái thằng bán audio, chúng nó hay lạm dụng, đó là cái từ cao cấp là một, cái từ rất hay là hai. Đó là hai cái từ vô cùng sáo rỗng, nó không giúp phản ánh gì cái bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến thiết bị cả. Bởi vì như thế này, nói một câu rất hay, thế thì nó hay đến tầm nào, phải không ạ? Người ta nói rất hay thì nó phải có cái sự tham chiếu, rất hay ở tầm nào, nhưng mà chúng nó không nói được. Chúng ta sẽ soi một chút về ruột gan. Đây là bộ nguồn, thiết bị nó sử dụng nguồn sung, một cái bộ nguồn sung khá là kinh điển. Đĩa vẫn đang chạy, mắt nó đang nhúc nhích, và các bác có thể thấy tiếng chít chít, đó là tiếng mắt nó đang hoạt động. Đó, các bác nhìn thấy cái motor loading. Đó, cái motor loading nó cũng đang nhúc nhích. Rất hiếm khi là các bác được nhìn theo cái kiểu review như thế này. Đây là cái main xử lý trung tâm. Con này đời tương đối cao, do vậy là các thế hệ chip nó cũng được thu nhỏ lại về mặt kích thước. Chứ những con đời cổ là chip nó to thủ lô, nhưng mà đến những cái con như này là chip nó nhỏ rồi. Các bác hẳn là nhìn thấy con chip vi xử lý kiêm đồ họa trên cái mẫu này. Đây là một con chip của hãng MediaTek. MediaTek là một cái công ty chip rất lớn và danh tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Nằm ngay cạnh nó là một con chip bộ nhớ tạm. Cái con IC 8 chân kiểu cắm kia, đó chính là con chip nhớ. Cái con chip nhớ này thì nhiệm vụ của nó là như thế nào? Tức là nó sẽ nhớ tất cả những cái cài đặt của chúng ta. Hoặc là nó sẽ nhớ, ví dụ như khi chúng ta đang chơi một đoạn đĩa CD đến cái bài đó, đến cái khúc đó, thì chúng ta tắt máy đi. Ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta mở lại, nó sẽ hát đúng cái đoạn mà chúng ta đang nghe dở. Đó là cái nhiệm vụ của cái con IC 8 chân cắm ở đây này. Nằm ngay cạnh con IC 8 chân, đó là một cái con IC nó điều khiển bên phần các motor, bên dàn cơ. Nói chung đây là một cái con nó khá là kinh điển. Chúng ta sẽ đọc qua những cái thông số. Greenhouse là một cái thương hiệu của Nhật Bản. Điều này thì em dám khẳng định là bởi vì em va chạm với cái đồ của thằng Greenhouse cũng tương đối nhiều, chủ yếu là trong lĩnh vực những cái con đầu DVD tích hợp màn hình của cái hãng này. Do vậy là em biết. Chúng ta sẽ đọc qua thông số Greenhouse, điện áp AC 100V, tên model là GT3823 VDUP, VDUP là white màu trắng. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 10W, made in China. Vâng, khi iPhone cũng được sản xuất tại Trung Quốc thì không có lý do gì những sản phẩm như thế này nó cũng không không có khó khăn gì, và khi mà nó cũng sản xuất ở Trung Quốc, sau này thì made in Việt Nam sẽ nhiều hơn đấy ạ. Đây là số series có đuôi 1643. Về kết nối thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là đường hình xuất ra và đây là hai đường tiếng xuất ra. Ba cái đường bông sen bên trên là cổng component xuất ra. Đây là một cái dạng xuất ra ba màu cơ bản R, G, B. Con này thì ruột gan nó còn đẹp, yên tâm. Có thể nói là nó gần như mới. Tuy là hàng bãi vận chuyển về thì không thể tránh khỏi những cái vết chảy chớt.
Như vậy là anh em chúng ta cũng đã test được hai thể loại đĩa, đó là đĩa DVD và đĩa CD. Và bây giờ em sẽ mở lại tiếng ở cái bộ mini. Em sẽ ấn stop đĩa và em sẽ chuyển về chạy USB này. Ở trên cái remote này thì cái nút YouTube TV là cái nút chuyển về chạy USB. Chúng ta ấn vào nó và trên màn hình nó hiện như thế này. This và USB. Chúng ta ấn nút xuống để vào chữ USB và ấn vào nút OK ở trên remote. Ấn nút OK hai lần thì phải. Vâng. Ấn nút OK hai lần thì nó sẽ chuyển về loát USB. Vâng, đã loát ra USB. Em sẽ chọn một bài hát trong USB để phát các bác nghe. Liên khúc đi. Và như vậy là anh em chúng ta cũng đã test xong cái ngõ USB. Bây giờ để chuyển về chạy đĩa thì chúng ta lại ấn vào cái nút YouTube TV ở đây. Đó. Và ấn nút lên. Nó vào chữ This thì ấn OK. Đó. Và nó đang quay trở lại loát đĩa. Em lúc nãy có truy cập vào cái phần menu setup để tắt đi cái tính năng nhớ đoạn bài hát ở trong setup đi ạ. Em sẽ truy cập vào menu setup để những bác nào mua cái con đầu này nắm được. Con đầu này giao diện nó hoàn toàn là tiếng Nhật. Do vậy nó cũng có một chút rào cản về mặt ngôn ngữ. Bác muốn biết chắc chắn những cái dòng chữ nó hiện trên màn hình là chữ gì thì bác nên sử dụng cái ứng dụng gọi là Google Dịch. Bật camera của điện thoại lên và chiếu trực tiếp vào màn hình, nó sẽ dịch ra tiếng Việt. Chúng ta bám sát vào bản dịch và tiến hành cài đặt theo ý. Ở trên cái remote này thì truy cập menu setup bằng cái nút Home app ở đây. Sau đó là sử dụng hàng phím 4 chiều nút OK ở đây để thay đổi. Ở cái mục đầu tiên thì nó là cái mục liên quan đến màn hình. Đó. Ở mục thứ hai thì là cái mục chỉnh màu sắc ở cái đường xuất hình ảnh ra đấy ạ. Đó. Mục thứ ba thì là những cái liên quan cài đặt về những cái thứ ví dụ như là ngôn ngữ. Đó, nhưng mà riêng cái phiên bản này thì nó hoàn toàn nó không có tiếng Anh. Tiếng Nhật thì nó cũng hơi khó một chút.
Nói chung là về cái vấn đề cài đặt thì em đã cài đặt chuẩn rồi. Bất cứ là khách nào mua về chỉ việc xài thôi. Chuẩn bị đến cuối video em xin nói thế này. Tất cả những cái món mà em đã xuất và đã xếp vào cái phân khúc đồ tào lao ấy thì khi cho lên sóng em vẫn thực hiện đầy đủ mọi bản test rất nghiêm túc, rất đàng hoàng. Nhưng em sẽ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Em xin nhắc lại, em không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Những cái món này, cái thứ mà em bao đó là bao zin tuyệt đối. Thứ hai là bao có nguồn điện vào. Vậy thôi nha. Em cũng mong bán cho người hiểu đồ, hiểu chuyện và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Còn những ông cầu toàn quá, nhát quá thì thôi. Đây là cái nắp lưng. Nói chung là nhìn còn khá là tươm tất. Con này về nhan sắc là ổn nếu như xét theo tiêu chuẩn hàng bãi. Cần phải nói thêm thế này, em thì thấy thiết bị nó ghi là 100V thì em chỉ cắm 100V thôi. Nhưng mà cái con tụ lọc nguồn này này, ở bên phần nguồn sung này là tụ 400V. Trên lý thuyết ý, thì chúng ta có thể cắm điện 220V, đó là trên lý thuyết. Em nói như vậy, còn thiết bị của chúng ta cắm 100V thì nó vẫn xài bình thường. Còn ông nào mua của em về gan dạ cứ cắm vào 220 mà nó xì khói ra thì ráng chịu. Đó là em cũng chỉ nói là cái con tụ ở đây là tụ 400V, trên lý thuyết là cắm được 220V vậy thôi. Chứ em không khuyến khích khách yêu là cắm vào 220 làm cái gì. Còn tất nhiên ông nào mà đầy đủ kiến thức, đầy đủ kinh nghiệm thì ông cứ cắm. Ha. Vâng, phần trình bày của em đến đây xin phép được dừng. Tình yêu nào muốn ôm con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.